Annabelle. Sao cô không đi ăn với mọi người đi? Đứng đây chờ tôi hả? Sao anh đi bệnh viện vậy? Anh bị thương ở đâu mà phải chụp X-quang hả? Tôi rảnh quá nên đi chụp xem có bị thiếu cái xương nào không ấy mà. Mà thôi, đi ăn với mọi người đi, không mọi người ăn hết bây giờ. Nè, anh bị đau đâu? Nói tôi nghe coi, bị thương đâu vậy hả? Tôi không đau đâu hết, tôi chỉ đói thôi mà. Minh Huy! Anh sao vậy, tay anh bị đau hả? Đáng nhẽ là tay tôi không sao, nhưng mà cô vừa làm nó đứt lìa ra khỏi cánh tay tôi rồi thế này. Ôi đau quá, ôi đau quá, cánh tay vàng ngọc của tôi. Tôi xin lỗi anh nha, tại tôi không biết mà. Bây giờ phải làm sao đây? Hay là tôi đưa anh đi bệnh viện để kiểm tra nha. Đi. Thôi khỏi, thế đùa đấy. Minh Huy đẹp trai siêu cấp vô địch như này, mấy cái chuyện đau chân đau tay này thì nhằm nhò con bò gì với tôi. Anh làm tôi hết hồn anh biết không? Nhưng mà cái tay của anh tại sao bị đau? Ngã xe. Cái gì? Ngã xe hả? Ừ. Ôi, biết ngay mà. Lúc mà anh đi cái xe đó là tôi biết thế nào cũng có ngày hôm nay. Bực mình quá đi. Đưa đây. Đưa cái gì cơ? Đưa cái chìa khóa quái quỷ của anh đó. Nộp ngay cho tôi đi. Lẹ lên. À quên nữa, từ bây giờ tôi cấm anh, tôi cấm anh không được đi chiếc xe đó nữa. Nghe chưa? Bộ nghe tôi nói hả? Đưa đây. Đưa chìa khóa cho tôi lẹ lên. Không đưa đúng không? Tôi lục đó. Để đâu? Để đâu hả? Ai... Này Annabelle. Cô sẽ hẹn hò với tôi chứ? Bộ có liên quan gì hả? Nếu không ấy thì đừng có như vậy. Đừng có vô cớ làm trái tim tôi rung động. Biết chưa?